Chào em nhé, chúng ta bắt đầu bài học này. Và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, phần kiểm định hai mẫu. Thì hôm trước chúng ta xét được kiểm định trung bình tổng thể hai mẫu biết phương sai. Hôm nay chúng ta sang trường hợp thứ hai, kiểm định trung bình tổng thể chưa biết phương sai nhưng mà bằng nhau mẫu độc lập. Mẫu độc lập. Trong trường hợp cỡ mẫu nhỏ, cụ thể là lệch nhỏ hơn 30 thì chúng ta sẽ dùng bắt buộc phải dùng t-test, t sum chấm test. Cụ thể là đối với dữ liệu sơ cấp thì chúng ta sẽ dùng t chấm test, còn đối với dữ liệu thứ cấp tức là đã biết trung bình mẫu thì chúng ta sẽ dùng t sum chấm test. Khi cỡ mẫu n nhỏ hơn 30 thì ta bắt buộc phải có giả thiết phân phối tổng thể tuần phân lối chuẩn, nếu như điều kiện là vi phạm chúng ta không được phép sử dụng cái phương pháp này. Còn trong trường hợp cỡ mẫu lớn, cụ thể là n lớn bằng 30 thì ta cũng có thể dùng t chấm test, t sum chấm test như trên. Nhưng trong thực tế nếu theo đúng lý thuyết thì chúng ta lại phải dùng z chấm test hoặc là z sum chấm test cho kết quả tốt hơn, trong đó giá trị sigma x chấm x mà chứng minh đề bài không cho, nhưng mà chúng ta sẽ được ước lượng bởi độ lệch chuẩn của các mẫu tương ứng. Đấy, tức là chúng ta sẽ áp dụng đi như là ở trên. Mặc dù nó chưa biết phương sai nhưng mà chúng ta giải như là trường hợp đã biết phương sai. Ví dụ về dữ liệu sơ cấp như sau. Một nhà nghiên cứu muốn so sánh chi phí chi trả một năm để nuôi sống một gia đình gồm 4 người Mỹ ở thành phố nước ngoài khác nhau. Cô đã chọn hai thành phố là Toronto và Mexico City. Nhà nghiên cứu đã chọn ra mỗi một thành phố 11 gia đình để điều tra và thu được ở trong chi phí chi trả mới. Cho biết chi phí chi tiêu hàng năm của gia đình 4 người Mỹ ở thành phố ở trên tuân theo phân phối chuẩn với phương sai với nhau. Tại mức ý nghĩa alpha 5% kiểm định xem có sự khác biệt về chi phí chi trả hay là ở câu dưới là có cao hơn Mexico City nhiều nhất là 4.000 đô hay không. Thế thì đây là dữ liệu mà khi nó cho dữ liệu file, đây là dữ liệu sơ cấp rồi. Dữ liệu sơ cấp. Đấy. Thế thì với cái câu số 1 đề bài bảo là có sự khác biệt. Khác biệt hay không khác biệt? Khác biệt thì là khác nhau và không khác biệt thì là bằng nhau. Điều đó đến dẫn đến chúng ta có cách giải như sau. Đầu tiên là chúng ta gọi mi 1, mi 2 lần lượt chi phí chi trả trung bình một năm ở thành phố Toronto và ở thành phố Mexico đơn vị là đô la. Khi đó cặp giả thuyết sẽ là H0 mi 1 bằng mi 2, để bài bảo là bằng là có sự khác biệt. Có sự khác biệt là khác nhau. Không có sự khác biệt là bằng nhau. Sau đó chúng ta chọn thư mục chứa file đã cho là thư mục làm việc, lấy dữ liệu hòa dữ liệu vào hệ thống. Và bước thứ ba là chúng ta chỉ việc sử dụng lệnh kiểm định siêu dễ t-test Toronto Mexico ALT là bằng chữ T, bởi vì đây là bài toán kiểm định hai phía. Mu bằng không tức là chỉ bằng với khác thôi, thì là chúng ta cho mu bằng không. Và đề bài cho cái dữ liệu là phương sai bằng nhau, cho nên chúng ta sẽ có cái tham số này. Ông để ý kỹ đến lúc làm bài trắc nghiệm số 2 không làm được đừng kêu. Chủ nhật tuần này chúng ta làm bài cuối cùng.
Chúng ta luyện tập được cả trắc nghiệm cả tự luận rồi, thi cả trắc nghiệm cả tự luận giúp các em làm bài thi hết cuối kỳ là rất là tốt. Còn nếu bạn nào mà mới làm bài kiểm tra xong nghĩ rằng mình được điểm cao thì kết quả hôm sau làm việc rất thấp, rất bất ngờ. Bài kiểm tra tự luận nó khác, nó phải có trình bày, có đầu có đuôi. Sau khi dùng cái lệnh này xong thì chúng ta sẽ sử dụng một trong hai phương pháp. Một là sử dụng phương pháp giá trị thứ hạng, thì chúng ta sử dụng trị tuyệt đối của t lớn hơn tn1 cộng n2 trừ 2 phải alpha trên 2, cái này học ở trong giờ lý thuyết. Ở đó cái giá trị thống kê t bằng này là nhờ cái lệnh ở trên này nó tính ra, nhờ cái lệnh trên này tính ra. Còn cái giá trị này thì chúng ta sử dụng phần mềm tính QT1 trừ alpha trên 2 bậc tự do. Bậc tự do là N1 trừ N2 cộng N2 trừ đi 2. Thì mỗi cái là 11 mà. 11 cộng với 11 là 22, 22 trừ đi 2 thì là còn 20. Thì chúng ta thay vào bất đẳng thức 1 ấy, thì chúng ta thấy nó đúng. Như vậy chúng ta đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết không, tức là chi phí chi trả trung bình của các gia đình gồm 4 người Mỹ sống ở hai thành phố Toronto và Mexico City là khác nhau. Cái phương pháp thứ hai là chúng ta sử dụng phương pháp quy giá trị. Thì nhờ cái lệnh ở trên này là chúng ta được P giá trị là bằng, nó ghi là có P value 7.627E trừ 0.5, có nghĩa rằng là 7.627 nhân 10 mũ trừ 5. Nó rất là nhỏ, nó nhỏ hơn mức ý nghĩa là 0.05. Do đó ta bác bỏ giả thuyết không, chấp nhận giả thuyết đối. Tức là chúng ta cũng có kết luận tương tự như trên, chi phí chi trả trung bình của các gia đình bốn người Mỹ sống ở hai thành phố Toronto khác với ở thành phố Mexico City. Đấy, như vậy là với bài toán dữ liệu sơ cấp xử lý rất gọn gàng nhờ t.test, nó tương tự như một mẫu. Với câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai đề bài bảo là kiểm định ý kiến cho rằng là nhận định cho rằng là cái trung bình chi phí chi trả trung bình ở thành phố Toronto hơn thành phố Mexico City nhiều nhất là 4.000 đô hay không. Thế thì về mặt nguyên tắc để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc thì là chúng ta phải viết cái con lớn hơn nằm ở bên trái, con nhỏ hơn nằm ở bên phải, thì trừ đi thì nó mới là số dương. Thì nếu như các bạn mà nhập ngược lại, cái số nhỏ hơn đứng trước, số lớn hơn đứng sau thì cái số này lại âm. Nếu như chúng ta lấy mi2 trừ mi1 thì nó ra kết quả kia nó phải là trừ 4.000. Nhưng đây là lý do mà nhiều bạn không để ý khi làm bài hai mẫu là bị rụng. Giá trị t nó ngược lại hẳn. Mình phải viết con lớn hơn đứng trước, con nhỏ hơn đứng sau. Thì trong bài này là người ta hỏi là cái trung bình thành phố Toronto lớn hơn ở thành phố Mexico City là ít nhất là 4.000, à nhiều nhất là 4.000 đô. Nhiều nhất là 4.000 đô, cho nên chúng ta viết được H0 như trên bảng. Và đó chính là nhận định. Khi đã biết được H0 rồi thì H1 siêu dễ thương bằng cách là lấy mệnh đề phủ định của mệnh đề. Phủ định của mệnh đề nhỏ hơn hoặc bằng tính là lớn hơn. À, thì ra bây giờ mới hiểu tại sao lại học logic suy luận. Đúng chưa? Rồi sau đó lấy dữ liệu cũng vẫn giống như ở trên. Cái file dữ liệu này hình như là đã có ở trên nhóm hội cựu học sinh sinh viên, em có thể ở đó lấy, nếu không có thì nhắc thầy để thầy nó gửi lên về chạy. Thì đây là Toronto là phải lớn hơn đứng trước, Mexico đứng sau, và vì ở H1 là dấu lớn hơn cho nên ALT Antelectric là chữ greater, ta lấy chữ G. Và cái sự khác biệt ở đây nó là 4.000 chứ không phải là không như vậy, cho nên là mui phải là 4.000.
Nếu như các bạn viết là Mexico đứng trước và Toronto đứng sau thì cái con nguy này phải bằng âm 4.000. Và chữ A là T lúc đấy nó phải là chữ L, vì nó đảo ngược lại. Cho nên trong trường hợp hai mẫu các đồng chí lưu ý cẩn thận nhầm. Thứ nhất là về thứ tự. Thứ hai là âm dương, ví dụ như cái con em viết con nhỏ đứng trước, còn lớn đứng sau thì cái chỗ nguy nó phải âm. A là T nó đảo ngược lại. Để lưu ý cho. Thế với cái lệnh như này thì kết quả thì cũng làm tương tự như trên thôi, thì kết quả là nếu làm theo cách thứ nhất thì chúng ta sẽ tính được giá trị thống kê nó khác hẳn với bài trên vừa lệnh là T bằng âm 12.704, trong khi đó QT của chúng ta lại bằng 1,724718. Tức là 1.724.718. Như vậy là bất được thức số 1 là sai. Bất được thức mà đúng thì bác bỏ A0, bất được thức sai thì ta không đủ bằng chứng để bác bỏ A0. Bất được thức sai, do đó chúng ta không đủ bằng chứng bác bỏ A0. Tức là chúng ta đồng ý với ý kiến chi trả trung bình của các hộ gia đình gồm 4 người Mỹ sống ở thành phố Toronto là cao hơn ở thành phố Mexico City nhiều nhất là 4.000 đô. Mình dùng phương pháp P giá trị thì kết quả P giá trị của nó siêu lớn, nó bằng 0,5499, nó lớn hơn mức ý nghĩa 0,05, do đó chúng ta cũng không đủ bằng chứng để bác bỏ không. Ví dụ tiếp theo là trong trường hợp sơ cấp, thứ cấp có nhiều nguồn tin cho rằng giá thuê trung bình trong ngày ở thành phố A là cao hơn thành phố B. Để làm sáng tỏ nhận định này, người ta đã điều tra giá của 8 công ty cho thuê xe ở thành phố A, thấy giá thuê xe ô tô theo ngày có trung bình là 47 đô với độ lệch chuẩn là 3 đô. Trong khi đó điều tra giá của 9 công ty thuê xe ở thành phố B, thấy giá ô tô theo ngày trong mẫu có trung bình là 43 đô và với độ lệch chuẩn là 3 đô.
cho biết giá thuê trung bình của các thành phố tuân theo các chuẩn và phân xem có thể với nhau tại mức ý nghĩa 1%. Hãy kiểm định lại nguồn tin trên. Cái nguồn tin là cái nguồn tin này đấy, giá thuê ô tô trung bình của thành phố A là cao hơn thành phố B, cho nên từ đây chúng ta sẽ nghĩ là thiết lập gọi như thế nào. Rồi các bạn không để ý cứ cái việc gọi rất là vô lý. Xác suất người ta cho rồi, việc gì phải gọi, người ta gọi biến cố nhưng ai người ta gọi xác suất. Gọi biến cố không ai gọi xác suất. Trong bài này thì chúng ta sẽ gọi mười một, mười hai lần lượt là giá thuê ô tô trung bình thành phố A phải thành phố B, đơn vị là đô la trên ngày. Đấy, sau đó thiết lập H0, H1 thì đề bài có bảo rằng là cái câu thì nó đang bôi màu vàng, trung bình thành phố A là cao hơn thành phố B, cho nên là 11 là lớn hơn 12 và đó là phải nằm ở H1. Vậy thì H0 sẽ là gì? H0 sẽ là 11 nhỏ bằng 12. Được chưa? Rồi, sau đó lệnh kiểm định như sau. Cái này các em lấy gói BSDA sau đó gõ lệnh T xong chấm test.
không chưa? Nhớ là dùng T xăm chấm test hoặc là Z xăm chấm test hoặc Z chấm test là phải gọi gói BSDA ra, không là nó không chạy đâu. Sau cái lệnh trên rồi thì chúng ta sẽ có hai cái phương pháp làm. Một là chúng ta sử dụng phương pháp giá trị tới hạn hay là quy luật quyết định, hai là chúng ta sử dụng phương pháp p giá trị. Nếu như dùng phương pháp giá trị quy luật quyết định thì chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết không nếu đây là bài toán một phía, cụ thể là dùng lớn hơn cho nên bất định thức của chúng ta là như trên bảng, t lớn hơn tn1 cộng n2 trừ 2 phải ăn hoa. Đại ý nó như thế này. Đấy. Cái điểm này là chính là cái điểm TN1 cộng N2 trừ 2. Cái điểm này là cái chốt chặn. Miền bác bỏ của nó nằm trong cái miền này. Thế bây giờ mình tính ra thì dùng cái lệnh như giáo ghi trên bảng này thì là một cái là 8 một cái là 9 cộng lại là 17, 17 trừ đi 2 thì là 15. Để như vậy bậc tự do của nó là 15 đấy, thì chúng ta tính ra là 2,06, 2,6, 2,60 gì gì đấy. Trong khi đó thì chúng ta tính được cái giá trị t nó lại rơi vào đây, t của chúng ta là bằng cái 1,744, nó rơi cái miền này, đó chính là miền bác bỏ H0 đấy. Như thế nhưng mà trực quan là nhìn nó rất dễ đúng chưa, nó rơi miền bác bỏ hay các bác bỏ H0. Như vậy là giá thuê ô tô trung bình theo ngày ở thành phố A là cao hơn thành phố B. Đây là về mặt hình vẽ trực quan chúng ta nhìn thấy nó dễ. Còn cách thứ hai thì là chúng ta tính được P giá trị nó bằng 0,007 534, nó rất là nhỏ, nhỏ hơn mức ý nghĩa, nhỏ hơn mức ý nghĩa là 0,01, do đó ta cũng bác bỏ H0 chấp nhận H1 và chấp nhận H1 tức là cái giá thuê trung bình theo ngày của thành phố A là cao hơn thành phố B. Bài toán được giải quyết xong, tính ra xu hướng ra đề trắc nghiệm là ra cái loại này nó sướng, bởi vì cái tội là nó không cần về dữ liệu, nó không cần phải hai dữ liệu, cứ thế mà chiến đấu luôn, rất là tiện lợi. Chỉ cần có đề bài một phát là ta giải ngon lành mà không cần dữ liệu, không cần có hai dữ liệu. Bây giờ nếu như với câu hỏi có nhiều nguồn tin cho rằng giá thuê theo ngày của thành phố A cao hơn thành phố B ít nhất là 3 đô trên một ngày. Mình chỉnh sửa một chút ở cái câu hỏi thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại, chúng ta sẽ giải như nào. Bây giờ đề bài bảo là cho thuê cao hơn thành phố B ít nhất 3 đô trên một ngày, hết sức tỉnh táo. Lớp mình thì có một số bạn là cứ ỉ lại vào tài liệu. Thế đến lúc bây giờ là làm bài kiểm tra hay là gì bắt đầu mới đào cái tài liệu trên mạng về rồi chấm 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 xem, thế là có ngày chết. Mình phải có trước, đến lúc đấy mình bất đắc dĩ lắm mình quên một ít thì mình mới xem thôi, chứ không phải cứ cái bài nào mình cũng dở ra xem, như thế thì làm sao mà kịp thời gian được. Làm sao kịp thời gian được, nó rất nguy hiểm. Đề bài có nói là ít hơn ít nhất 3, như vậy là 11 trừ 12 là phải lớn hơn bằng 3 và đây nó có số bằng cho nên nó nằm ở H1 H0.
đấy em tự giải, thì chỉnh sửa một chút là xong. V1 trừ V2 lớn hơn hoặc bằng 3, em bài mở ít nhất 3 mà. V2 là H1 là V 1 trừ V2 nhỏ hơn 3. Đấy, sau đó là tìm cái lệnh tương ứng là xong.